Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại cổng dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và đây chính là cổng chào màu đỏ mà cô chú anh chị thường hay bắt gặp tại đầu cổng dự án. Vâng, và hôm nay là buổi chiều ngày thứ bảy nha cô chú anh chị nha. Buổi chiều ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 7. Rất là đẹp luôn cô chú chị. Mọi người đang ăn tiệc nướng BBQ rất là đông luôn. Hôm nay quá là đông luôn. Đấy. Cô chú anh chị đây ạ. Ngày buổi chiều thứ bảy. Bây giờ chiều thứ bảy và chiều chủ nhật thì Vinhome Ocean Park đông không khác gì trên những cái khu đô thị lớn như Tham City hay Royal City luôn cô chú anh chị ạ. Đông nghịt. Ủa ơi. Rất là đông luôn. Thiên Định đang đi trên cái con đường này là cái con đường trục ven sông. Nó song song với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Bên cạnh con đường này đó chính là những cái tiện ích dịch vụ vui chơi giải trí, khu vui chơi dành cho trẻ em, sân tập gym đây. Sân tập gym, khu vườn nướng BBQ. Đây mọi người hôm nay tổ chức tiệc nướng BBQ rất là đông luôn. Cô chú anh chị biết rằng là bây giờ thứ hai, từ thứ hai đến thứ bảy là hôm nào BBQ cũng rất là đông. Bây giờ đang là 7 giờ 10 nhá cô chú anh chị nhá. Bây giờ đang là 7 giờ 10. Thiên Định chia sẻ với toàn thể cô chú anh chị rằng là hiện tại là Thiên Định đang phát triển và làm mua bán chuyển nhượng tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm, và Thiên Định rất là bám sát thị trường luôn. Thiên Định mong muốn đưa tới toàn thể cô chú anh chị chúng ta những cái thông tin cơ bản nhất, thông tin chi tiết nhất về dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm, kể cả cái quỹ căn, những cái căn nào giá rẻ nhất, và Thiên Định sẽ triển khai và đưa trực tiếp lên kênh YouTube của Thiên Định là kênh Thiên Định Vinhome. Thì cô chú anh chị nào quan tâm có thể là lên YouTube search Thiên Định Vinhome thì sẽ ra luôn cái kênh của Thiên Định luôn. Thì Thiên Định rất mong cô chú anh chị chúng ta đăng ký ủng hộ, và rất mong cô chú anh chị có thể là đóng góp ý kiến, thấy Thiên Định quay nó như nào thì Thiên Định sẽ rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Đây hôm nay khu chung cư đây cô chú anh chị ạ. Khu chung cư thì cô chú anh chị cũng nhìn thấy là khu chung cư bây giờ cũng rất là đông rồi, xe cộ rất là tấp nập rồi. Khu vườn nướng thì không phải nói nữa, khu vườn nướng thì quá là đông luôn. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy không? Một cái khu đô thị tại dự án Vinhome Ocean Park cách đây 2 năm, những cái khu vực mà Thiên Định đang quay như thế này đây, cách đây 2 năm nó chỉ là cái đồng ruộng thôi. Nó chỉ là những cái bãi 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 đất, bãi cát mà chủ đầu tư còn đang san lấp thôi. Và đến thời điểm này nó đã lên được một cái dự án nó đẹp và nó đầy đủ những cái tiện ích như thế này. Thì đúng là chỉ có chủ đầu tư Vingroup mới tiến hành và xây dựng lên được, và để cho người 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 dân, những người khách hàng, những người đầu tư họ tin tưởng họ mua vào. Và hiện tại đây cái dự án Vinhome Ocean Park nó trở nên sôi động rồi, sôi động thực sự luôn của chương trình. Đấy, sôi động thật sự luôn. Đây bên phải của chú anh chị biết là tất cả những cái dụng cụ tập gym là chủ đầu tư đã làm và đã chỉnh chu từ từ thời điểm ban đầu rồi. Từ cái thời điểm ban đầu tiên đấy, khi mà dự án mới mới đi vào đang xây dựng và đang cắt nóc thì cái khu này nó đã hoàn thành và được chủ đầu tư khai trương từ ban ban thời thời điểm đầu tiên rồi. Và bây giờ là Thiên Định sẽ đi vào cái con đường gọi là con đường 52 m. Đây. Quý anh chị chúng ta có thể thấy được là buổi buổi tối là cái trường đại học Vinuni nó lung linh như nào không ạ? Đấy, nó rất là đẹp luôn. Đây, đây chính là con đường 52 mét. Mình sẽ mở cửa ra quay cho nó nét.
sản bên chúng tôi bây giờ đã cực kỳ sôi động rồi đây. Quý vị anh chị hãy nhìn cái hình ảnh này có giống như những cái khu TV Việt Nam City không ạ? Bây giờ nó đông nghịt người rồi, như bên phố rồi quý anh chị ạ, mua sắm ăn uống rồi tập nập các cái dịch vụ như là tạp hóa, cà phê, đấy, vui chơi giải trí, nói chung bây giờ là Vinhome Ocean Park đến thời điểm này là cũng là hầu như những cái gì liên quan đến dịch vụ thì Thiên Định cũng thấy được khá là nhiều rồi. Tất cả các tòa chân đế chung cư đã đi vào hoạt động và đã mua bán kinh doanh rất là sầm uất rồi. Đấy, thấy không ạ? Thiên Định chia sẻ luôn là nó loanh quanh đâu đó nó chỉ tầm khoảng 1 năm nữa thôi là cái khu này nó đã khác xa hoàn toàn. Khi mà những cái căn tại đảo Ngọc Trai, tại khu Sao Biển vừa mới bàn giao, hiện tại cũng đang đi thiết kế để thi công. Cô chú chị nhìn ạ, một cái khu đô thị tại cái một cái huyện Gia Lâm, đúng không ạ? Ngày xưa nó vùng một cái vùng đất xa xôi, một cái vùng đất ruộng nó cộc cằn, chưa có gì, chưa có một cái tòa, những cái tòa nhà, chưa có những cái biệt thự cao tầng như nào, mà đến thời điểm này chủ đầu tư làm được như này thì cô chú chị ta có thể hiểu rằng là chủ đầu tư Vingroup họ cực kỳ có tầm, có cái tầm nhìn chiến lược cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt là Thiên Định cũng chia sẻ luôn là những cái tiện ích mà chủ đầu tư làm được nó là những cái tiện ích đẳng cấp thực sự luôn. Bây giờ đang là buổi tối nha cô chú chị nha, buổi tối, buổi chiều 7:15 buổi chiều thứ bảy ngày 18/7/2020. Thiên Định đang muốn quay lại những cái không gian không khí để xem sau này 1 năm sau tại dự án Vinhome Ocean Park thì nó sẽ như thế nào. Cái lúc đấy Thiên Định nói cùng với anh chị thì cô chú chị phải hiểu như này này, cái lúc ấy mà dự án mới là triển khai, cái lúc đấy đang là giá gốc mà Thiên Định chia sẻ luôn. Thiên Định chia sẻ thì rất nhiều cô chú anh chị chúng ta bảo là quê nó xa quá, khu vực này nó xa quá, đi đường xa quá, không mua. Nhưng mua ở đây thì gọi là ai ở đây mà mua, quá xa. Nhưng mà đến thời điểm mà dự án nó đã trở nên gọi là hình thành nên toàn bộ rồi ấy, thì những lúc đấy thì những cái cô chú anh chị ban đầu mua thì đã rất là cảm ơn Thiên Định. Tại vì đúng là cô chú anh chị bảo luôn là gặp Thiên Định rất là có lộc, tại vì mua những căn đầu tiên là những căn giá gốc rất là rẻ luôn. Đấy, những cái căn shop house ban đầu tiên. Và tiếp theo đến là những cái cô chú anh chị lại tiếc nuối là biết thế, lúc đấy anh chị mua lấy một căn thế này kia, đấy, tiền cũng để dư, chưa làm cái gì, bỏ ngân hàng, lãi suất thì cũng không được bao nhiêu. Thì lúc đấy mà nghe lời em thì anh chị mà mua thì bây giờ đã ok rồi. Đấy, thì bây giờ cô chú anh chị chúng ta lại bảo là lên thời điểm bây giờ thì giá cao quá rồi, không mua nữa. Nhưng mà Thiên Định phải chia sẻ với cô chú anh chị chúng ta một điều rằng là giá thời điểm này nó ảnh hưởng của dịch Covid, cho nên cái giá thời điểm này nó không phải là cao nữa mà đang rất là hợp lý luôn. Rất nhiều cô chú anh chị chúng ta hiện tại lại đang muốn bán, đang muốn chuyển nhượng. Đây, đây chính là vườn nướng BBQ tại khu Tràn Hồ, rất là đông luôn cô chú anh chị ạ. Mùi thơm quá, mùi thịt thơm quá cô chú anh chị ạ. Thiên Định đang đói. Đây khu Tràn Hồ. Thì đến thời điểm này thì Thiên Định chia sẻ luôn cái cơ hội để cô chú anh chị chúng ta mua được những cái sản phẩm giá tốt tại Vinhome Ocean Park chính là thời điểm này luôn. Cô chú anh chị chúng ta không nên chậm trễ nữa, tại vì qua cái thời điểm dịch này rồi ấy thì giá chắc chắn, Thiên Định phải khẳng định một điều rằng là giá dự án Vinhome Ocean Park nó sẽ tăng và tăng đột biến luôn. Tại vì những cái tiện ích mà những cái dịch vụ, những cái đẳng cấp như thế này ấy, Thiên Định chia sẻ luôn là cô chú anh chị chúng ta nhìn đã thấy rồi mà, đúng không ạ? Chúng ta xuống, chúng ta chơi, chúng ta tham quan, chúng ta đã thấy rồi. Nó tiềm năng như nào thì cô chú anh chị chúng ta cũng đã hiểu rồi. Thiên Định không nói nhiều nữa. Nhưng cơ bản là quan trọng nhất là bây giờ Thiên Định có thể tìm được cô chú anh chị chúng ta những cái căn giá tốt và cực kỳ hợp lý. Đấy. Và chắc chắn gặp Thiên Định là chỉ có hợp lý thôi. Gặp Thiên Định thì chắc chắn là sẽ có những cái căn cực kỳ hợp lý luôn. Tại vì Thiên Định bao trùm cái dự án Vinhome Ocean Park. Căn nào giao dịch giá như nào, dãy nào giao dịch căn giá như nào thì Thiên Định đều có thể nắm bắt được.
Và chính vì điều đấy thì Thiên Định nắm bắt được thì Thiên Định có thể tư vấn cũng như là lựa chọn cho quý anh chị chúng ta cái căn nào nó phù hợp nhất, giá phù hợp nhất, lựa chọn đầu tư hay để ở nó phù hợp nhất, đúng không ạ? Đấy, nó phụ thuộc vào một cái người sale, và người sale phải có tâm là cô chú anh chị ạ. Nếu một người sale không có tâm, chỉ chăm chú đi bán hàng ấy thì nó lại khác. Nhưng một người sale mà nhìn nhận được, ok cô chú cũng phải dành dụm cả một đời, cô chú anh chị cũng phải dành dụm người thế này thế kia cả một đời mới có được tiền mua một cái căn biệt thự để chúng ta gọi là người chúng ta đầu tư này kia, thì Thiên Định cũng phải hiểu điều đấy, rằng là cái số tiền đấy nó không phải đơn giản mà có được, và cái số tiền đấy cũng không phải đơn giản mà cô chú anh chị chúng ta có thể là một phát là bò để mà mua được. Cho nên Thiên Định hiểu rằng một điều rằng là cái số tiền mà cô chú anh chị bỏ xuống đây là một cái số tiền cô chú anh chị đã cân đo đong đếm tất tần tật rất nhiều cái rồi mới mua và lựa chọn. Và đã xuống đây rồi mà không gặp được một người sale có tâm nữa thì chắc chắn rằng là bỏ một cái số tiền nó lớn như thế vào một cái sản phẩm nếu như nó không hợp lý thì chắc chắn nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, ảnh hưởng rất nhiều tới cái tình cảm gia đình, rồi ảnh hưởng rất nhiều đến các cái về mặt xã hội, về mặt kinh tế, về mặt kiểu như làm cho gia đình nó không được ổn định nữa. Đấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Thiên Định rất hiểu điều đấy. Cho nên Thiên Định luôn luôn đặt cái vị trí của mình vào vị trí của khách hàng. Đấy, để làm sao lựa chọn cho khách hàng, lựa chọn cho cô chú anh chị chúng ta những cái sản phẩm nó hợp, nó phù hợp và nó ok. Khi mà mua sản phẩm của Thiên Định chia sẻ luôn là chưa có bất kỳ một cô chú anh chị nào, nếu như cô chú anh chị nào mà đã mua của Thiên Định rồi ấy, mà có những cái ý kiến ví dụ như mua của Thiên Định cảm nhận như nó không được tốt, hay là không được giá không được tốt, hay là nó liên quan đến vấn đề chỉ cần khúc mắc thôi, thì cô chú anh chị có thể là nhắn tin comment luôn, có thể nói chuyện với Thiên Định luôn. Nhưng mà khổ một nỗi là tất cả những người mà mua sản phẩm của Thiên Định ấy, họ luôn luôn cảm ơn Thiên Định luôn. Tại vì sao? Thiên Định tư vấn nó rất là chuẩn luôn và giá lúc nào cũng rất là tốt. Chưa có một cái cô chú anh chị nào mà khi mà mua hàng của Thiên Định mà bảo là không tốt hay không được chuẩn hay là thế này kia, mà tất cả cô chú anh chị ta, Thiên Định chia sẻ luôn, Thiên Định là mệnh thổ nha cô chú anh chị nha. Thiên Định là mệnh thổ. Đấy, Thiên Định sinh năm 90. Đấy, mệnh thổ rất hợp với đất. Và Thiên Định chia sẻ luôn, Thiên Định đụng đến căn nào đấy thôi. Thiên Định chỉ cần đụng đến căn nào đấy thôi thì tự dắt cái căn đấy giống như là nó có một cái nguồn năng lượng, nó một cái gì hấp dẫn đấy, nó làm cho cái căn đấy nó sôi động lên. Kể cả Thiên Định chưa bán được nhưng mà những cái người khách hàng khác, những người sale khác họ lại bán được cho cô chú anh chị. Rất là hay một cái điều như thế. Cho nên là khi cô Thiên Định mà bán được cho cô chú anh chị ấy, tự khắc căn đấy nó lại có giá trị lên. Không phải có giá trị mà Thiên Định đã nhìn ra cái tiềm năng của nó rồi. Và chắc chắn là khi mà cô chú anh chị chúng ta mua những cái sản phẩm mà Thiên Định tư vấn ấy, thì Thiên Định lại cảm nhận là cái sản phẩm đấy nó có cái giá trị của nó rất lôi cuốn, cũng như là cái tiềm năng tăng giá của nó rất là cao. Hầu như đến tầm khoảng 100% khách hàng của Thiên Định, những người đã mua các sản phẩm Thiên Định mua xong rồi đều không muốn bán, và mua xong rồi mà muốn bán thì chắc chắn sẽ bán được cái giá rất là hợp lý và giá rất là cao luôn. Đấy, đều là có lời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Chưa có cái trường hợp nào mà mua xong mà cô chú anh chị phải ân hận hay phải thế này kia. Đấy, Thiên Định chia sẻ luôn là như thế. Là một người sale, một cô chú anh chị là một người sale, tư vấn thứ nhất phải chuẩn, thứ hai phải mình phải nắm bắt thị trường, và thứ ba nó là về cái giá của nó mình phải được như thế nào đấy. Không phải chỉ cứ chăm chăm là bán chênh hay bán chẹo là không được. Cô chú anh chị Thiên Định bán là bán lúc nào cũng bán đúng giá, chuẩn giá. Đấy, còn cô chú anh chị chúng ta mua xong, cô chú anh chị chúng ta hiểu mà, đúng không ạ? Mua xong một căn nhà cũng hiểu mà. Thiên Định không bao giờ Thiên Định bán chênh bán chẹo cái sản phẩm nào, đặc biệt là những cái bản. Thiên Định hiểu một điều ấy, sale hiện tại nó rất là đông. Đấy, sale bán hàng hiện tại rất là đông, dự án nào cũng cực kỳ đông luôn, đúng không ạ? Mua có Thiên Định rồi nhưng mà khi gặp một sale khác nếu như tư vấn không chuẩn thì chắc chắn Thiên Định sẽ bị không còn được sự tin tưởng của cô chú chị nữa. Thì Thiên Định làm sao Thiên Định có thể làm sai và làm trái với những cái điều mà nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi, ảnh hưởng đến cái nhu cầu, cũng như ảnh hưởng đến cái lợi ích của cô chú anh chị ạ, đúng không ạ? Chính vì vậy mà Thiên Định luôn đặt cái lợi ích của cô chú anh chị, đặt lợi ích của người mua. Đấy,
để hiểu được và tư vấn cho anh chị chúng ta những cái sản phẩm nó tốt nhất, tư vấn sản phẩm tốt nhất, giá hợp lý nhất. Đấy. Và hôm nay đây, đấy cái con đường này là con đường Hải Âu 01. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Cái con đường này Thiên Định chia sẻ luôn, 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm và 10 năm sau chắc chắn nó sẽ không còn yên tĩnh như thế này nữa. Đúng không ạ? Mà nó sẽ ồn ào và tấp nập vô cùng. Tại vì cô chú anh chị phải biết là bây giờ cái khu Hải Âu, cái khu sau của cái khu này còn chưa bàn giao. Khu sau biển cũng bàn giao nhưng mà mới bàn giao còn chưa đi vào hoạt động. Trung tâm thương mại còn chưa hoạt động, biển còn chưa hoạt động. Đúng không ạ? Mà hiện tại tại quảng trường Vinomotion Park, tại quảng trường trung tâm nó đã đông nghịt người rồi. Cô chú anh chị phải hiểu là một cái dự án nó đẹp thì tự khắc, nhưng người ta bảo là hữu xạ tự nhiên hương ấy, cô chú anh chị ạ. Nó đẹp, người ta tự khắc, người ta tới, người ta xem, người ta thích, người ta chiêm ngưỡng và người ta muốn lấy nó, đúng không cô chú anh chị? Đấy, cho nên Thiên Định chia sẻ luôn, những cô chú anh chị nào chúng ta đã cảm nhận được dự án rồi thì chúng ta cũng không nên phải gọi là lăn tăn gì, tại vì một cái dự án nó tiềm năng mà. Cô chú anh chị chúng ta mua vào thời điểm này thì không bao giờ sợ lỗ cả, tại vì giá nó đã quá tốt rồi, nó tốt hơn so với cái những thời điểm trước Covid, đấy, trước dịch, trước Tết thì lúc đấy là giá nó còn cao, nhưng bây giờ là hầu như là cái giá được rất, và giá tốt nó phụ thuộc vào cái người bán này cô chú anh chị nhá. Ví dụ cái người chủ nhà họ cần bán, họ đang bí tiền, họ cần bán, hoặc là nhu cầu của họ đang muốn chuyển đổi thì họ mới đưa ra một cái giá tốt. Còn không, rất nhiều căn vẫn bán với mức giá rất là cao luôn, chứ không phải là căn nào cũng bán giá tốt đâu cô chú anh chị. Đấy, thì đây cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Buổi tối tại dự án Vinhome Mường Trắc, con đường Hải Âu 01 đang cực kỳ đông luôn. Đấy. Và Thiên Định cảm nhận như là một cái thành phố mà sau này 200.000 dân, bao nhiêu dân đấy, và những người tới tham quan, những người tới mua sắm, những người tới biển để cảm nhận về buổi tối, rồi những cái dịch vụ nó sầm uất đi lên, thì nó làm cho giá trị của cái dự án này nó sẽ càng ngày nó càng bay lên, nó không bao giờ nó đứng dậm chân một chỗ. Đấy, quý anh chị thấy không? Ui, quảng trường này rất là đông luôn. Ok, Thiên Định xin cảm ơn chân thành những người cô chú anh chị chúng ta đã hiểu và cảm thông, cũng như là đã theo dõi, cũng như là đăng ký kênh YouTube là kênh Thiên Định Vinhome của Thiên Định. Thiên Định rất mong là thời gian tới cô chú anh chị chúng ta có những cái điều gì mà Thiên Định chia sẻ nó chưa được chuẩn, nó chưa được ok, nó vẫn còn đang khúc mắc gì đấy, thì cô chú anh chị chúng ta rất mong cô chú anh chị chúng ta có thể đóng góp ý kiến để Thiên Định có thể phát triển và hoàn thiện bản thân hơn, đúng không ạ? Và buổi tối thứ bảy, Thiên Định xin gửi lời chúc toàn thể cô chú anh chị chúng ta một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui bên người thân, bên gia đình trong buổi tối ngày thứ bảy, ngày cuối tuần nha cô chú chị nha. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú chị ạ. Vâng, hẹn gặp lại toàn thể cô chú chị ở những video tiếp theo nha cô chú chị nha. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào.